Ok, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Seaward Authentic. Trao chữ tín sống trọn đam mê và em là Long Tam. Và nếu mà các anh có nhu cầu thì hãy liên hệ với em với cái số là 0828 91522 hoặc nhắn tin vào số Zalo là 0973816172. Và lưu ý là các sản phẩm ngon bổ rẻ bên em thì chỉ ưu tiên cho những anh em nào bấm vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới để theo dõi em trên YouTube và nhắn tin cho em qua số là Zalo nhé. Hôm nay thì em sẽ có một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Orient. Đây là phụ kiện của đồng hồ, có hộp, có sổ. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ qua những cái đó và đi trực tiếp vào cái sản phẩm ngày chúng ta hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái sản phẩm Orient trong phân khúc Orient Star, khá là cao cấp của thương hiệu này. Và đây là một cái chiếc Orient Star, cái màu Demi rất là đẹp, rất là bắt mắt và rất là lôi cuốn, hoàn thiện cực kỳ tốt để anh em sở hữu. Và chiếc này thì sẽ có cái mã quốc tế là SDA02001W0. Chiếc này thì đang bán mới mức giá ở store vào khoảng 16 triệu. Tuy nhiên bên em là đang săn sale với mức giá rất là tốt, chỉ 9,6 triệu để anh em sở hữu một chiếc Orient Star như thế này thôi ạ. Và chúng ta sẽ xem là chiếc này chúng ta sẽ có gì đặc biệt. Đầu tiên thì đến với cái dial nhé, em zoom lên cho anh em xem. Đây, của chiếc này của chúng ta sẽ là một cái chiếc đồng hồ có đường kính bề mặt là 40mm. Nó có một vài cái vết vân tay ở đây, để em lau qua đi chút. Một cái dial đường kính là 40mm, có cái độ hoàn thiện cực kỳ là tốt anh em nhé. Anh em xem này, chúng ta sẽ có một cái kính sapphire phủ chống lóa một mặt hết sức là trong trẻo, cùng với cả một cái dial trải tia sunburst làm cực kỳ đẹp, cùng với cả những cái chi tiết nó màu mạ vàng. Đó, anh em có thể xem này. Chúng ta sẽ có kim power lizard ở góc 12 giờ, các cọc số bằng khối kim loại mạ vàng bắt sáng cực kỳ tốt, bộ kim lưỡi kiếm sắc nhọn và có phủ dạ quang ở các kim cũng như là các cọc số. Chúng ta cũng có một cái phần open heart lộ cơ ở góc 9 giờ cực kỳ đẹp, anh em xem này, phần lộ cơ này họ làm cực kỳ là tốt nhé. Ở phía bên ngoài vẫn có những một cái vòng vàng nữa, càng tạo nên cái sự nổi bật cho cái vùng lộ cơ này. Anh em thấy là cái ngựa và cái bộ cân bằng hoạt động cực kỳ là tốt và cực kỳ là nhanh và đẹp nữa. Độ cái bộ chân kính màu bằng ruby màu hồng ở đây rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có cái một cái sản phẩm đến từ Nhật Bản, Japan này, logo của Orient Star góc 6 giờ. Đó, chiếc này chúng ta sẽ có cái kim xăng báo cốt góc 12 giờ khi mà chúng ta lên cốt tay hoặc là đeo. Thì anh em xem này, cái kim xăng của nó di chuyển. Và chúng ta có thể thấy là cái chiếc này thì sẽ có cái độ chữ cốt tối đa là 40 giờ. Rất là tốt để anh em sử dụng và anh em có thể biết là đồng hồ của mình lúc nào hết cốt, lúc nào đầy cốt để anh em hoạt động sử dụng nó dễ dàng và thuận tiện hơn trong cuộc sống nhé. Chúng ta sẽ có một cái bezel rất là đẹp ở đây. Đó, và ở một cái logo của Orient Star ở phía này, anh em thấy cái độ hoàn thiện rất là sắc nét của chiếc Orient Star này. Với em ấy thì những người đã chơi Orient thì nên chơi đến Orient Star, tại vì đây chính là cái phân khúc cao cấp và cũng có cái độ hoàn thiện tốt nhất của Orient. Đó, đi cùng chúng ta sẽ có một bộ dây thép đúc đặc có 3 chỉ và có 2 cái chỉ nhỏ màu vàng ở đây, còn lại chúng ta sẽ là chỉ màu trắng. Hoàn thiện phay xước, vừa tạo cái vẻ sang trọng lại vừa có cái gì đó rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn và nam tính cho anh em sử dụng rất là nhiều trường hợp trong cuộc sống, đi học, đi làm, đi chơi đều rất là phù hợp nhé. Và chiếc này cũng vừa trẻ trung nhưng lại vẫn vừa rất là thanh lịch và lịch sự. Chúng ta sẽ có một cái khóa rất là chắc chắn của Orient Star ở đây. Đó, anh em có nhìn thấy cái khóa này làm từ thép đúc luôn, rất là chắc chắn. Và chiếc này chúng ta thì sẽ có cái phần lỗ đáy phía sau cũng cực kỳ là đẹp, Orient hoàn thiện rất là tốt cho chiếc đồng hồ sản phẩm của mình ở đây, với logo của Orient Star trên quả băng. Đó, anh em có thể thấy này, chiếc này của chúng ta sẽ chạy đến tần số là 28.800 VPH và độ tích cốt tối đa là 40 giờ. Đây là một sản phẩm made in Japan, đến hoàn toàn từ Nhật Bản, chống nước 13 tương đương với 100m, đủ tiêu chuẩn để mang đi tắm, đi bơi. Tuy nhiên là em nghĩ là trừ những trường hợp bất đắc dĩ thì anh em cũng không nên để đồng hồ của mình tiếp xúc quá nhiều với nước. Chiếc này của chúng ta thì
hoàn thiện cực kỳ tốt, bộ máy cũng rất là tốt đến từ Orient và sẽ có 1 năm bảo hành cộng với cả hậu mãi trọn đời đến từ Siwat cho anh em. Và nếu mà anh em quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ ngay với em Long nhé. Bây giờ thì em sẽ lên tay trực tiếp cho anh em xem là chiếc này lên tay nó sẽ đẹp như thế nào. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 40mm, thế nên là sẽ fit rất là đẹp với cổ tay ít nhất là bằng cổ tay của em. Cổ tay 15,5 trên tay sẽ cực kỳ là đẹp. Anh em có thể thấy là chiếc này cái bộ dây nó cực kỳ là đầm anh em nhé. Lên tay cảm thấy rất là chất lượng và cái dial rất là sáng, tạo cho cái vẻ thanh lực trẻ trung và sang trọng cho chiếc này. Đó. Nếu mà anh em muốn sở hữu chiếc này thì hãy ngay với em Long nhé. Nếu mà em ở gần hãy lên tay trực tiếp tại Siwat tại thành phố Thái Nguyên. Còn nếu không thì em có thể hỗ trợ ship từ xa khi mà anh chuyển khoản hoặc là nhận cọc ạ. Cảm ơn anh em đã xem đến đây video và nhớ bấm đăng ký để ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.